Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức. Trong cái video này đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái thủ thuật làm thế nào để giúp cho kênh của bạn nó được đề xuất lâu dài từ những cái video có sẵn trên kênh của mình hoặc là từ những cái video của những cái kênh khác nó giới thiệu, nó đề xuất về cái video trên kênh của bạn. Thì cái này rất ít người chia sẻ ha. Thì thật ra nó cũng là một cái thủ thuật nâng cao á, để giúp cho các bạn phát triển một cái kênh như thế nào để được ăn đề xuất. Thì ở trên mạng người ta chỉ chia sẻ những cái gì đó chung chung thôi, và các bạn thường làm theo thì thông thường đó là không có được ăn đề xuất như mong muốn. Thế thì trong cái video ngày hôm nay đó, mình sẽ chia sẻ các bạn một cái kỹ thuật có thể nói là chuyên sâu hơn, giúp cho các bạn có thể dựa vào những cái video thực tế mà các bạn đang được ăn đề xuất và các bạn bám vào đó để các bạn triển khai những cái video mới. Thì để làm cái này đó thì các bạn sẽ vào cái phần là quản lý kênh, sau đó các bạn lăn chuột xuống ở phía bên đây sẽ có cái phần gọi là analytics, tức là thống kê. Chúng ta sẽ bám vào cái phần này ha, để chúng ta phân tích coi cái video nào của chúng ta đó nó đang được đề xuất, để chúng ta sẽ phân tích nó, chúng ta làm những cái video khác hay hơn và ăn đề xuất tiếp theo. Thì tại sao chúng ta phải bám vào những cái video này? Thì các bạn cũng biết là những cái video mà trên YouTube á, thì nó được đề xuất, nhưng thông thường thì nó chỉ được đề xuất khoảng vài chục ngày thôi, thì bắt đầu cái view á, nó sẽ bị giảm xuống. Có vẻ như nó bị mất đề xuất. Thì cái chuyện mà mất đề xuất á, nó có nhiều nguyên nhân. Ví dụ như ngay trên cái kênh của mình đi, khi mà mình hướng dẫn các bạn Camtasia bài 1 thì khả năng nó sẽ đề xuất qua bài 2, bài 3, bài 4, cái đó là trực tiếp trên kênh của mình. Thế bây giờ giả sử như từ cái video bài 1 mình đề xuất qua bài 2, nhưng cái video bài 1 của mình á, nó bị giảm view, nó không còn ở top nữa chẳng hạn, thì nó sẽ không đề xuất cái video số 2 của mình. Hoàn toàn tương tự đối với những cái video ở kênh khác. Ví dụ như có một cái kênh nào đó nó hướng dẫn một cái thủ thuật ABC gì đó, và cái kênh của mình á, nó cũng có một cái video tương tự như vậy, thế thì nó sẽ đề xuất cái video trên kênh của mình. Tuy nhiên giả sử cái video mà đề xuất qua kênh của mình á, video đó nó bị bản quyền chẳng hạn, hay là vì một lý do gì đó người ta xóa cái video đi, người ta ẩn nó đi, thì sẽ dẫn tới cái chuyện là cái video của bạn á, nó bị mất đề xuất luôn. Thế thì làm thế nào để có thể kiểm tra được những cái video nó đang đề xuất? Mình sẽ vào cái phần analytics này. Mình sẽ hướng dẫn rất là từ từ ha, chi tiết thôi, để các bạn có thể nắm được và các bạn có thể tự tay mình các bạn làm. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào cái mục là nguồn lưu lượng truy cập ha, các bạn kích vào cái mục này cho mình. Thì trong cái mục là nguồn lưu lượng truy cập đó, nó sẽ thống kê rất nhiều cái phần trong đây. Ví dụ như video của bạn nó được đề xuất qua các cái tính năng, tức là có thể xuất hiện ở trang chủ hay là xuất hiện gì đó, hoặc là tìm kiếm trên YouTube nè. Nhưng các bạn lưu ý mình cái mục thứ ba này nè, là video đề xuất. Thì khi mà chúng ta kích vào cái mục này á, thì các bạn sẽ nhìn được những cái video nó đang đề xuất trên kênh của mình. Ví dụ như thời gian vừa rồi đó, mình làm review phim về cái phần là phim Quỳnh Búp Bê. Thì các bạn nhìn trong đây có rất nhiều video nó đề xuất cái kênh của mình. Các bạn thấy nè. Ví dụ như ở đây là của Rubik 8, nó đề xuất một cái video sang kênh kiến thức của mình. Còn rất nhiều cái video nữa ở những cái kênh khác ha. Thì cái nguồn lưu lượng mà video thống kê này á, là 28 ngày gần nhất nha ha. Ở đây mình mới vừa xóa hàng loạt cái video về phim để mình làm cho nó trống cái kênh thôi. Bây giờ để kiểm tra cho chính xác thì mình sẽ lấy trong từng ngày ha, tức là 7 ngày thôi. Rồi, thì lúc này các bạn có thể lăn chuột xuống nè,
Các bạn có thể nhìn những cái video mà trong tuần này của mình nó đề xuất sang những cái video trên cái kênh của mình. Ví dụ như cái video này, video này của một cái kênh là Tin Học Thực Hành này. Thì nó có một cái video là hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ máy tính gì đó. Thì cái video này nó đang đề xuất qua cái video bên kênh kiến thức của mình. Ở đây mình có thể kích vào cái biểu tượng truy cập tài nguyên này để nó mở thử cho bạn xem. Rồi mình cho nó đứng lại nha. Các bạn sẽ nhìn cái phía bên tay phải. Các bạn thấy cái video tiếp theo của video này. Các bạn thấy nó sẽ có một cái video là cách đặt mật khẩu cho máy tính Windows 10. Kênh kiến thức. Các bạn thấy đây. Thì khi mà người ta xem cái video này thì tự động nó sẽ đề xuất tiếp theo cái video này ha. Thì như vậy này gọi là đề xuất video. Tuy nhiên để có thể kiểm tra chính xác là nó có đề xuất đúng hay không á, thì các bạn có thể copy cái link này. Sau đó các bạn sẽ chuyển qua cái cửa sổ ẩn danh ha. Tại sao mà chúng ta phải chuyển qua cửa sổ ẩn danh? Thì cửa sổ ẩn danh nó sẽ không có lưu trữ lại cái lịch sử duyệt web của các bạn trên cái trình duyệt. Thế thì nó sẽ không hiểu là bạn là cái người thích xem những cái gì chẳng hạn, để nó đề xuất theo cái sở thích của bạn. Cái này là nó sẽ đề xuất mà không có dựa vào những cái thông tin mà theo dõi mình nha. Cho nên nếu mà nó hiện ra đúng thì chắc chắn là video đó được đề xuất đối với một cái người truy cập mới luôn. Rồi, mình dán cái liên kết này ra. Các bạn sẽ theo dõi cái phần bên phải ha. Bây giờ mình cho đứng lại nè. Thì các bạn nhìn qua cái phần bên phải nè, cái video tiếp theo nè, các bạn thấy là cái video của kênh kiến thức của mình nó đang nằm ở chế độ là ẩn danh luôn nha. Các bạn thấy cái biểu tượng ẩn danh này. Thế thì rõ ràng là gì? Chúng ta có thể dựa vào cái video này và cái video của chúng ta để chúng ta có thể tạo ra những cái video khác có nội dung có thể tương tự với cái video này. Ví dụ ở đây bạn này đang đặt là hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ máy tính. Ở đây mình cũng là cách đặt mật khẩu máy tính. Thì nó có cái sự tương đồng là cái chỗ là cách đặt mật khẩu cho máy tính. Ví dụ ở đây thì mình làm Windows 10. Các bạn có thể từ đó các bạn làm ra là cách cài đặt mật khẩu cho máy tính Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012, 2016. Ví dụ như vậy. Và các bạn có thể theo dõi tiếp ở cái phần bên phải này. Đây là những cái video liên quan ha, nó đề xuất. Thì ở đây nó đề xuất một số cái liên quan tới Windows 10 ha. Cái phần này thì nó không có đề xuất ok lắm ha, nó chỉ có hai cái video này thôi. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể bám vào những cái video phía bên phải này. Đương nhiên nó sẽ có liên quan tới cái nội dung mà chúng ta đang làm ha. Chúng ta sẽ tạo ra một số cái video nữa, nó sẽ bám vào cái nội dung đó. Thế thì như lúc đầu mình nói là một cái video được đề xuất thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian thôi. Ví dụ 20, 25 ngày gì đó thì nó sẽ mất. Thì chúng ta lại làm ra những video khác thì nó lại tiếp tục đề xuất. Thì đó là cái cách để các bạn có thể giữ view, giữ đề xuất, giúp cho cái kênh của bạn á, nó luôn luôn có nhiều view. Để các bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn trên cái phần kiếm tiền YouTube này. Thì đó là một cái mẹo ha. Nó rất là hữu dụng trong cái trường hợp là các bạn làm thế nào để video được đề xuất. Về cái việc mà video đề xuất thì mình sẽ nói kỹ hơn trong một cái video khác để cho các bạn hiểu đề xuất nó sẽ dựa vào những cái yếu tố nào. Thì cái video này á là chỉ giúp các bạn là gì? Bám vào một cái video đề xuất mà nó đang có tác động trên cái kênh của mình. Sau đó mình sẽ phát triển ra những cái video mới. Thì chúng ta hoàn toàn có thể thử qua những cái video khác. Mình lấy ví dụ như cái video là hướng dẫn kết nối máy in trong mạng LAN đi. Các bạn kích vào cái phần truy cập tài nguyên ha. Dĩ nhiên là các bạn có thể nhìn ở đây. Nhưng nhìn ở đây là mình đang
truy cập bằng cái tài khoản là kênh kiến thức nè. Cho nên là nó sẽ nhớ được cái hành vi của mình. Các bạn có thể nhìn ở đây, các bạn thấy ở đây kênh kiến thức đang được đề xuất nè. Tuy nhiên giống như lúc nãy mình nói, để có thể chính xác thì copy cái link này. Các bạn sẽ qua cái phần trình duyệt ẩn danh ha. Các bạn paste cái link nó ra cho nó truy cập luôn. Và các bạn nhìn cái phía bên tay phải của mình. Các bạn thấy rõ ràng là kênh kiến thức nó đang được đề xuất từ cái view này. Thế thì rõ ràng là chúng ta có thể bám vào cái video nó đang đề xuất của mình. Và cái video được đề xuất trên kênh của mình. Để các bạn có thể tạo ra những cái video mới. Ví dụ như hướng dẫn chia sẻ máy in trên Windows 10. Thì chúng ta có thể là cách chia sẻ máy in trên Windows 7, Windows 8. Đại loại là có liên quan tới cái phần là chia sẻ máy in trong mạng LAN. Thì chúng ta sẽ bám vào cái này. Và các bạn cũng có thể nhìn ở cái phần bên phải này. Những cái video nó có liên quan. Để chúng ta có thể tạo ra một số cái video để nó được đề xuất tương tự như cái video có sẵn. Thì video này xin phép dừng ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới video. Chào các bạn. Hey,